Chào mừng anh chị và các bạn trở lại với nhận định thị trường ngày 18 tháng 3 năm 2022 à, Hôm nay là một phiên mà thị trường là ở cái thế cân bằng khá là tốt anh chị nhé VN index vẫn có những cái sự mua vào thì ở đây nó trong cái kịch bản giống như chúng ta nhận định ở các phiên trước là thị trường đang trong cái nhịp hồi Và cái chiến lược ở đây chúng ta mua có thể mua thăm dò các cổ phiếu anh chị nhé Đây là một số cái cổ phiếu kim cương Thì tại sao lại nhận định như vậy thì các anh chị có thể chúng ta sẽ cùng nhìn về cái đánh giá về cái thị trường chung của ngày hôm nay chị thấy là chúng ta cũng nhận định đúng không ạ thị trường là chính thức mà chúng ta thấy là rủi ro là từ ngày mùng tám tháng 3 đó là một cái nhịp rơi và chúng ta cũng nhận định là sau cái nhịp rũ này đúng không ạ cái việc rũ ở đây chủ yếu là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ và sau cái nhịp rũ nó sẽ kiệt khối lượng đúng không ạ thì nó là dấu tích cực chúng ta vẫn nhận định như thế trong suốt những cái phiên giao dịch gần đây đúng không ạ và hôm nay là chúng ta thấy đáy là ngày ngày 14 tháng 3 này 1, 2, 3 này nhá thì cái phiên này là phiên rút chân lên này thì hôm nay là phiên số 3 thì các anh chị thấy là khối lượng cũng kiệt. thì như vậy là chúng ta thấy là ở đây là trong cái điều kiện cũng giống như chúng ta nhận định kem hôm trước là chúng ta có thể đâu đó giải ngân thăm dò một phần ở đây thì nếu mà đánh phân tích để, để đánh chúng ta mua cổ phiếu theo cái phương pháp Kelsim thì nó chưa đủ anh chị nhé nó chưa đủ cái điều kiện xác nhận chúng ta quay lại thị trường đối với phương pháp Slim tuy nhiên ở đây thì mình có cho chia sẻ thông tin để các anh chị có thể là mua thăm dò một số cổ phiếu mua thăm dò một số cổ phiếu mình cũng nhận định là phiên nay có thể là mua vào hoặc thậm chí là phiên nay bán ra test với khối lượng thấp thì cũng ok nhé VN30 thì hôm nay đúng là một phiên test này các anh chị thấy khối lượng rất là thấp đúng không ạ 100 linh không biết dữ liệu có sai thì không nhưng nhìn đây thì rất là thấp có 109 nghìn cổ phiếu thôi đúng không ạ đây là một phiên test up index và hát đấy index, index thì ok vẫn đi lên up index thì đang vượt đỉnh cơ đúng không ạ số lượng cổ phiếu tốt thì các anh chị thấy năm nay là nở ra rồi 192 cổ phiếu và vượt lên được trung bình điểm trung bình các cổ phiếu thì là nay trên đường trung bình mươi như vậy nó đủ cái điều kiện mà chúng ta nhận định như vậy đủ điều kiện thì chúng ta sẽ nhận định rằng là thị trường ở đây là chúng ta thể đánh ngắn hạn và ở trong cái nhịp hồi xác suất hồi rất là cao thì cái chiến lược của chúng ta sẽ nắm giữ các cổ phiếu mạnh và xem xét giải ngân tham gia các cổ phiếu các anh chị lưu ý nhé đây là chúng ta đang nhận định như vậy chúng ta có thể tham gia cổ phiếu nhưng nếu sai là chúng ta phải sửa nguyên lý là thế sai là chúng ta phải sửa thì đấy là về thị trường chung tiếp theo đến các cái nhóm ngành thì chị thấy có thể đây là thấy đây các cái nhóm ngành này là những cái nhóm mạnh hơn thị trường chung này à, chúng ta nhận định là các cái nhóm ngành mạnh hơn là khi mà thị trường lên thì nó lên các cái cái nhóm ngành mạnh thì nó sẽ mạnh hơn thị trường chung và khi thị trường rơi thì nó rơi ít hơn thị trường chung đúng không ạ thì đây các nhóm ngành như bán lẻ này bất động sản này à, ngân hàng này nông sản này gia dụng không lâu về này thiết bị vật liệu xây dựng và xây lắp xuất bản đây là một số những cái nhóm ngành mạnh hơn thì đầu đó chúng ta sẽ cố gắng ưu tiên nếu các cổ phiếu kim cương thuộc cái nhóm này thì là những cái cổ phiếu mạnh thì anh chị có thể nhìn thấy cái danh sách cổ phiếu kim cương của ngày hôm nay như sau à, đây là cổ phiếu đây là trong cái nhóm mà uh, dòng tiền này đây là cái nhóm viết đây này thì trong cái nhóm Kenslim dòng tiền thì những cái cổ phiếu kim cương là những cái cổ phiếu mạnh mà thuộc các cái dòng mạnh anh chị nhé thì ở đây là ví dụ FRT, AS, này, OGC này đấy thì các anh chị có thể tạm dừng video các anh chị xem cái đoạn này Đúng không? một số cái cổ phiếu khác cũng khá là mạnh tuy nhiên là cái dòng ngành nó không phải quá mạnh thì các anh chị cũng có thể nắm giữ được đây là những cái cổ phiếu này thì hôm nay những cổ phiếu cho điểm mua các anh chị vẫn có thể mua được là bởi vì nó thuộc những cái nhóm cổ phiếu kim cương và nó gần nền ví dụ như FBR này SKG, VSC và HTG là các anh chị có thể mua được phiên ngày này. đối với cái nhóm VSA dòng tiền thì các cái cổ phiếu hoạt động ok thì anh chị có thể tham khảo ở đây À, CMG, CKG, ADS, SGC, PTBCL những cổ phiếu mà à, trong nền nhưng mà hoạt động ok chị nhé. Và một số cái cổ phiếu mà chúng ta có thể thăm dò mua thăm dò ở đây là những cái cổ phiếu đa phần là những cổ phiếu kiệt vôn trong nền thôi. Các anh chị có thể mua là HAH này, SCC, D2D, CTG và Techcombank. Thực ra thì à, số lượng cổ phiếu nó có thể nhiều hơn. Như đây thì mình cũng chọn những cổ phiếu đẹp nhất anh chị nhé. Thì anh chị lưu ý là có thể mua những cổ phiếu đó. À, ngoài ra những cổ phiếu bên dưới thì xấu hơn, xấu hơn rất nhiều anh chị thì uh, hỏi là uh, review một số cổ phiếu thì ở đây thì uh, ngày thứ chủ nhật tuần này thì mình có một cái tổ chức cái khóa học và uh, đầu tư KSLV vía đây thì uh, mình sẽ có dành một chút thời gian chắc khoảng hai ba phút để mình review một số cổ phiếu theo yêu cầu các anh chị. Các anh chị lưu ý cái khóa học này là khóa học miễn phí nhé vía đây tổ chức vào ngày 20 tháng 3 chủ nhật uh, từ 9 giờ sáng cho đến 16 giờ chiều chúng ta sẽ nghỉ khoảng một tiếng rưỡi một tiếng một tiếng dưới là hai tiếng vào buổi trưa và này miễn phí mặc dù miễn phí thôi nhưng mà canh thấy chị thấy là cái chất lượng nó hơn các khóa học khác rất là nhiều bởi vì gần như nó sẽ đây không phải là một khóa khóa học là động viên các anh chị đầu tư chứng khoán nó không phải khóa học về khích lệ tinh thần hay là tư duy làm giàu các anh chị mà nó là khóa học thực chiến về ken và viết đây anh chị nhé thì các anh chị sẽ hiểu được các nguyên tắc tiếp cận thị trường phương pháp ken là gì sử dụng AMI broker thế nào phương pháp viết đây ra sao đúng không các cái chu trình của thị trường, đặc điểm các cổ phiếu thành công, mua cách thức gom hàng, đẩy hàng của các nhà đầu tư lớn. đấy thì sẽ tặng các anh chị các công cụ lọc cổ phiếu Mi Broker. thì các anh chị uh, có thời gian thì theo mình nên học cái khóa này rất là hiệu quả. còn ngoài ra cái khóa chuyên sâu thì mùng 2 tháng 4 mình sẽ tổ chức nhưng mà ở đây thì uh, mình nghĩ là nếu anh chị uh, có thể dành thời gian học cái khóa miễn phí này cũng rất là ổn rồi. Thì hàng ngày các anh chị xem các cái bản tin như này thì các anh chị sẽ hiểu nó rất là rõ khi nào mua và khi nào bán cái logic ở trong cái phương pháp cũng như cái kênh của mình nó khá khác với những cái kênh khác anh chị nhé bởi vì cách tiếp cận của mình là làm cho mọi thứ đơn giản dễ hiểu và nó không có cái, cái cảm xúc trong đó tức là nó sẽ là bằng lượng hóa còn các anh chị mà xem những cái kênh khác hoặc là những cái nhận định khác cho dù là phương pháp đầu tư về mặt giá trị hay đầu tư về mặt kỹ thuật thì đâu đó các anh chị sẽ thấy rất nhiều những cái nhân tố mà nó mù mờ các anh chị theo dõi các anh chị không thể đủ cái cơ sở niềm tin hoặc là các anh chị thấy rằng là không thể test là không thể kiểm chứng được anh chị nhá thì cái phương pháp của mình thì ở đây là bản chất thì là canceling và viết đây và dòng, dòng tiền nó sẽ là cái yếu tố then chốt ở trong cái phương pháp thì uh, nó sẽ là lượng hóa hàng ngày thì các anh chị xem những cái bản tin như này anh chị có thể hoàn toàn đánh giá và đo lường được anh chị nhé thì đi vào cái danh sách các cổ phiếu ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy này các cổ phiếu đẹp nhất chúng ta sẽ đi một số cổ phiếu đúng không FRT này đẹp nhất nằm giữ ok hôm qua mua này chỉ hôm nay cũng mua cũng được nhưng hơi sai này một chút thôi ASM ok này anh chị có anh chị nào hỏi cổ phiếu này thì vẫn ok nhé mặc dù là nó tạo thành một cái gáp và kéo lên xong đóng ở phía dưới này nhưng mà nó vẫn ok OGC ok này Nó chạy khá là ok này AGG ok này Nó chạy lên này FBR này FBR này các chị mua được nhé vẫn gần nền SKG ok nhé này các chị mua được Đấy, DAH ok này Đấy, OCH ok này nắm giữ được này KLB nắm giữ được này Đấy, TTF nắm giữ được này sẽ không ưu tiên lắm nhưng mà nắm giữ ok VHC hôm nay các anh chị có thể mua được nhá nó chạy một nền ở đây này chạy một nền đến đây rồi mới chạy tiếp một nền nữa VHC mua được VHF ok nắm giữ thậm chí mua cũng được anh chị nhá HTG các anh chị có thể mua được trong phiên ngày hôm nay DQC thì uh, vừa qua nó chạy nước rút với nhịp khá là dài rồi và đến đây thì nó chạy như thế này thì bắt chết hôm nay là một phiên rũ ở MA10 nhưng mà cổ phiếu không chết thì mình nghĩ nó vẫn có thể lên được nhưng mà nó sẽ rủi ro chúng ta sẽ không ưu tiên cho lắm các chị nắm giữ thì được ví dụ các chị mua ở dưới này mà các chị vẫn còn nắm giữ thì ok nhưng mua thêm thì theo mình không nên bts là vẫn ok nhé hút lại thế này cũng chạy nước rút vừa qua thì hôm nay là một cái phiên bán ra thì uh, mình hôm trước cũng chia sẻ với anh chị uh, kể cả dqc và hút này chúng ta nên chốt lời những cái phiên này đi đúng không vì giai đoạn chạy nước rút này thì nó có thể đảo chiều rất là nhanh c <laughs> 4 g là cổ phiếu cũng đang chạy rất là ok anh chị nhé Đấy, DST này cũng ok này, nắm giữ được này. Đấy, DDG nhá các anh chị à, là cổ phiếu lên khá là mạnh, mặc dù cái ngành của nó thì không phải có mạnh như các anh chị nắm giữ cổ phiếu này cũng được. Đấy, BCG này ok này. À, VTD này ok như xấu hơn, đây là mấy cổ phiếu ok thôi. Đấy, RDP này thì chạy ghê quá, các anh chị nắm giữ thì được. Nhưng mà các anh chị mua cổ phiếu này rất là khó. Cũng khó đấy, nhưng nắm giữ thì vẫn ok nhá, đang chạy nước rút rất mạnh. HCD HCD này thì nếu mà bỏ qua yếu tố ngành ngành thì nó đang yếu hơn thị trường chung một chút nhưng mà cổ phiếu này bản chất nó cũng là đẹp Đấy, PLP này này cũng là đẹp nhé điểm mua rất đẹp luôn đấy ngành thì nó không đẹp bằng thôi nhưng hóa chất chung có ba cổ phiếu hóa chất lại khá là ổn hóa chất hóa chất ở dưới này hóa chất ở đây hóa chất yếu hơn vi index và yếu hơn v 30 đó là ra tại sao mình không ưu tiên về hóa chất cách lựa chọn đơn của mình cổ phiếu của mình nó rất là đơn giản nha anh chị nhé chọn thị trường chung chọn các cái nhóm ngành sau đấy mới đến cổ phiếu chúng ta là đi theo nguyên lý top down anh chị nhé đó thì đó là các cổ phiếu mạnh nhất những cổ phiếu bên dưới này thì xấu hơn chúng ta sẽ không tập trung vào đó VTO này thì vẫn đang ở trong cái xu lên trên MA10 nhưng mà cũng không ưu tiên. Các chị nằm giữa thì cũng được. TTN thì hôm nay là bùng nổ nhưng mà vẫn có cái lực cung cung khá lớn thì nó cũng có xác suất lên nhưng mà không phải quá đẹp AIB này thì đang trong cái nhịp lên nhé TNH trong nhịp lên đây vượt nền này hôm nay thì nó điều chỉnh nhưng nó vẫn ở trên nền cũng vẫn ok anh chị nhé Đấy. CTC này thì vẫn ok này KVC này thì nó lại quay lại nền rồi FMC này thì nó cũng hôm nay rũ ở ma 10 thì cổ phiếu này thì không phải quá đẹp nhưng nắm giữ thì vẫn ok chỉ nhớ hết rồi những cổ phiếu dưới này thì xấu hơn thông thường mình sẽ không ưu tiên những cổ phiếu mặc dù là cmg này là cổ phiếu mà cũng có thể lên được nhưng mình sẽ không ưu tiên nhiều với các cổ phiếu mà không phải là à, kênh trên ok đó là các cái cổ phiếu mà là các cổ phiếu kim cương cũng như các cổ phiếu đẹp nhất ngày hôm nay à, thì hy vọng là với những cái thông tin chia sẻ thì các anh chị theo dõi thì các anh chị cũng nắm được cái cách tiếp cận cái triết lý của phương pháp cũng như là các cái, cái cái, cách phân tích và những cái khuyến nghị những cái gợi ý để chị có thể có những cái tham khảo có những cái tham chiếu cho hoạt động đầu tư của mình thì hy vọng các anh chị tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là like và share video cũng như là các anh chị um, đăng ký kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất ok chào tạm biệt các anh chị chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn